Và Đỗ Dinh xin chào các bạn nhé. Trong khi đi tham quan ở triển lãm Long Biên Hà Nội, tôi gặp một anh đến từ Nam Sách Hải Dương. Tôi hỏi anh chào tôi thì tôi anh nói là chú đến nhà cháu chơi rồi, đến thăm rồi. Cháu làm ở công ty nước Nam Sơn. Cháu làm cây ở đó. Thì cháu mang có 4 cây dưới lên. Mời chú Sinh tham quan. Tôi lấy máy ghi hình luôn để chia sẻ cùng với anh em. Anh đến đây giao lưu với anh em làng cây tí nhỉ? Dạ vâng ạ. Cháu chào chú Đỗ Sinh ạ. Chào anh em yêu cây trên cả nước ạ. Họ tên đầy đủ của anh là nhà vườn nào? Nhà vườn Nam Sơn. Nhà vườn Nam Sơn, vâng. Có phải nhà máy nước Nam Sơn không? Dạ vâng ạ, đúng rồi. Ạ. Địa chỉ thuộc xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Vâng. Thế vậy là anh đọc chậm luôn số điện thoại của anh để anh em giao lưu tí nhỉ? Dạ vâng ạ. Số điện thoại của chủ vườn là 0913 096 405. Số của anh Nam à? Số của anh Nam ạ. tôi nghe tôi nhớ rồi. Dạ vâng ạ. Rồi. Số của... Được rồi, tôi có số đây rồi. Khi tôi làm chương trình, tôi viết cái giới thiệu video, tôi cũng ghi cả số của anh Nam ở cái dòng chữ tiêu đề. Đấy. Tôi đã đến làm chương trình ở đó thì lúc đó anh Nam anh thu gom về rất nhiều những cây dưới khai thác. Có một lần tôi đến tham quan thì anh mới đưa về đang ủ cát để dưỡng cây. Đấy, bắn rễ ra lộc mà bây giờ đã có những cái tác phẩm, đã có những cái cây dưới đi triển lãm đẹp như thế này rồi, rất là hay. Đấy, chúng ta quan sát có 4 cây phải không? 4 cây ạ. Tôi chỉ quay một cuốn video này trọn vẹn 4 cây thôi nhá, 4 cây dưới của nhà máy nước Nam Sơn này. Đây là cây số 1. Cây này thì anh Nam này có lấy tên là cây ngai vàng. Tên là ngai vàng à? Có cái nét gì mà đặt là ngai vàng? Nó có hình tượng một chút là cái này thì giống cái gọi cái ngai cái ghế. Ừ. Dạ. Tính từ cái điểm này đưa lên. Vâng. Giống cái ngai à? Vâng. Hai bên là hai cái hai tay ngai. Hai tay ra. Ở đằng sau là lưng ngai. Lưng ngai. Đấy kiểu. Thôi thì cứ hình tượng thôi chú. Không giống, nhưng mà nó cao quá. Dạ, vâng. Cái chỗ này cao quá, cái thoát thân này nó cao. Dạ, vâng. Ngai nó phải thấp đi một tí. Chứ ngồi này thì chân nó lơ lửng không được. Để tôi tìm xem là chứ đặt ngay thì nó không thôi. Tất nhiên là có mỗi người có một cái chiều tượng. Chú với anh em yêu cây cả nước mà cảm thấy có cái tên nào nó hợp hơn thì có bí nhà vườn. Và rồi, đó là cây dưới số 1. Bây giờ chúng ta di chuyển sang cây dưới số 2 nhé. Vâng, đây là tổng bóng của cây số 1 đây. Và Đỗ Sinh di chuyển sang cây số 2 đây. Những cái dòng cây dưới cũng là bóng là rất lớn. Chậu này chậu ngoài mình làm ấy chứ? Không, chậu này là trong Huế đấy ạ. Chậu Huế à? Của Kiều Nhi đấy ạ. Chậu Huế. Vâng ạ. Chậu bên kia cũng là chậu Huế. Đều chậu Huế hết. Vâng ạ. 4 cây của cháu này đều 4 chậu Huế hết. Và anh Nam anh đang mời tôi xuống đấy. Dạ vâng. Hôm trước là gặp bảo nào bác xuống đi chúng em. Mai anh xuống đây thì khả năng gặp xuống. Mai ở đây khai mạc. Để sau cái triển lãm này thì xuống. Xuống Nam Sách chơi buổi. Tôi còn ở đấy một ngày mà tối tôi ngủ đấy mà. Xong gần đi ra hồ câu mà. Cháu có nghe đi hồ đấy thì là lấp bùn. Lấp rồi à? Và đó là cây dưới số 2. Bây giờ chúng ta di chuyển tiếp cây số 3 đi. Vâng, và bây giờ chúng ta di chuyển đến cây số 3 này.
Và cây này có một cái đoạn thân bò dọc theo mặt chậu. Và phía sau đó là có 5 cây tử và ngũ phúc. Sau đó thân đưa lên và che lấy bóng dáng của những cây tử phía dưới. Hay quá nhỉ. Nhưng mà cái này có khi các bạn cho nó đi chỗ xuống, đừng ngóc lên. Cái tán cuối cùng này, anh biết tại sao? Để cho nó ấm. Đây này, nếu chiếu như thế này thì nó cao hơn cả ngọn. Ngọn đó phải ở đấy đâu. Ngọn ở cái giữa này. Thế thì cái kia cao hơn ngọn là thứ nhất là ngược. Là ngược so với cái quy luật. Thứ hai là nó, một là nằm ngang là đẹp nhất, hoặc là nó phải thấp xuống để che lấy, nó có cái hướng để che lấy tử, che chở lấy những đứa con của mình. Anh vít xuống mà xem. Đấy, có phải nhìn nó thuận đi bao nhiêu không? Này là đẹp đúng không? Chấm hết luôn. Bởi vì là ở nhà này cháu có cái dây, nhưng mà đi chơi thì... Cái đấy thì ở vị trí đấy, xong cái cành trên kia lại xuống một tí nữa, để cho nó nổi hẳn cái quả phúc này lên. Đấy, để nó nổi hẳn quả phúc này lên. Chứ mình để đây nhìn nó ngược. Anh lấy cái sợi dây nhỏ anh buộc, mai anh buộc được mà. Để người ta ngắm từ xa người ta biết được, sợi dây nhỏ thôi. Anh buộc từ cây tử buộc lên. Đấy, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Đúng rồi. Đấy, chả biết các anh thế nào nhưng mà Đỗ Sinh thì cứ vụng tay hay con mắt ngắm cảm thấy nó không thuận cái thì tôi hay nói ngay. Đấy, chứ để này nó ngược. Có treo, có vít. Đúng rồi. Đi thì lại muốn tháo ra để. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chính bây giờ mình để này người ta ngắm, người ta đánh giá là mai anh dùng cái sợi dây rất nhỏ thôi. Đưa nó xuống thì khách quan người ta ngồi trong kia dự khai mạc hoặc là đi ngoài này tham quan người ta thấy nó thuận mắt hơn. Đóng góp của các chú, các anh em đều phải tiếp nhận hết. Còn bây giờ mình buộc không sao đâu. Nhiều cây đam đi trên triển lãm kia còn dây dợ lằng nhằng, cái cây này có dây đâu. Còn đai rồi tết thành những cái như là những cái đĩa mà. Tất cả những cây này anh tháo dây kẽm hết rồi. Đều tháo đi chơi là đều. Đúng rồi, còn anh buộc cái đấy không sao đâu. Mai anh cứ buộc vào. Nhìn nó không dướn lên. Sáng cháu mới bỏ chúng em tháo ra. Để thế nhìn nó, đấy anh thấy không? Nó thấy nó không hợp lý lắm. Và cây dưới cũng đẹp ấy. Cây này tương lai về sau là những cây nó bóng nó thấp, nhìn nó hấp dẫn đấy. Mà cái bố cục của nó nhờ cũng có cái hay, cái là cái thân của nó không như những cây dưới khác, nó dáng trực, dáng này của nó dáng bay đẹp. Đây này. Che chở đấy 5 người con ngũ phúc này. Rồi, đẹp đấy. Anh đứng đây mình xin kiểu ảnh cái. Xin kiểu ảnh trước cây dưới đẹp. Rồi, chụp nhé. Xong rồi. Đây là cây dưới thứ 4 của công ty nước sạch Lam Sơn mà các anh dẫn Đỗ Sinh đến. Ba cây còn lại chúng ta đã xem rồi. Bây giờ là cây thứ 4. Đây là một cây tầm đại, có khả năng là sẽ lớn hơn tất cả 4 cây. Nhưng mà cây này chính là cây là trong 4 cây đó là cây này hoàn thiện nhất. Và cũng nhiều những cái nét rất là đẹp. Lũa thân này. Cái lũa thân nhiều khi lại là cái điểm nhấn để đánh dấu một cái mốc thời gian, một cái dấu ấn mà quá già rồi thì gọi là đầu bạc răng long. Cái cây này nó lũa không biết là từ bao giờ. Thì đấy, nó vê mép đến mức độ này rồi. Mép nó đã vê tròn. Đã quấn rồi mà. Dùng từ quấn rồi. Hai mép đã gặp nhau rồi. Rồi đã quấn. Đấy, thế mà tổng của tán thì các anh làm cũng rất là hoàn hảo. Đẹp. Rất đẹp. Hai mặt là hai sắc thái khác nhau một chút. Rồi. Kia thì nó liền lạc, nó bố cục nó lại mạch lạc. Đấy miếng. Mặt này là mặt chính. Vâng. Quay ống kính sang bên này là mặt này mặt chính.
thứ nhất là nó liền lạt hơn, thứ hai là phô ra được cái chỗ bắc cầu, cái chỗ dính thân ở phía trên, gọi là cột kèo. Nó phân được cái mảng miếng của hai con tử hai bên. Được. À, cây này đẹp. Cây này riêng cái cành rớt này, cành rơi này các anh đừng can thiệp gì cả. Dạ. Đừng uốn, đừng cắt, đừng gì cả, cứ cho nó rông lên, rông tùm lên. Dạ. Để cho nó to hơn, nó không mướt và bông nó dày hơn. Dạ. Còn các bông kia anh làm như thế này là đẹp rồi đấy. Nó mỏng tán rồi, đẹp đấy. Đây này, phía dưới cũng được rồi. À, được cái tay của nó cũng là to rồi. Nói chung như cây dưới này là được, nó hài hòa rồi chứ nó không mảnh mướt quá. Và đây là cây dưới mà về nói về tiềm năng về tương lai là cũng rất là có giá trị, vì độ tuổi tại hiện tại của nó là rất cao, và form cây thì cân đối. Tôi càng lùi ra để anh em ngắm được hết bóng từ dưới mặt chậu lên ngọn. Đấy. Có lẽ lấy cái dưới làm là cái ảnh chủ, nhưng mà ảnh này nó hơi ngược sáng. Bây giờ tí tôi lấy cái máy kia tôi chụp, vì cái máy này nó không có hỗ trợ. Máy kia nó có hỗ trợ, kể cả anh chụp ngược sáng không sao cả, nó cản bớt cái ánh sáng ngược lại với ống kính. Đẹp, rất tuyệt vời. Rồi, Đỗ xin cảm ơn anh nhé. Nhưng mà anh vừa nói họ tên anh là gì? Cháu là Trần Thế Huy. Trần Thế Huy. Ừ, vâng, đây là anh Huy, đại diện cho công ty nước sạch Nam Sơn. Dạ vâng ạ. Đưa 4 tác phẩm dưới đến với triển lãm Long Biên Hà Nội. Vâng ạ. Vâng, qua anh tôi gửi lời thăm đến anh Nam nhá. Dạ vâng. Giám đốc vâng công ty nước sạch Nam Sơn nhá. Dạ, và anh em tôi đã uống rượu với nhau rất nhiều lần rồi. Rồi. Cháu cảm ơn chú ạ và chào tất cả anh em yêu cây trên cả nước ạ. Rồi, cảm ơn anh. Đấy, bây giờ anh đến chỗ cây dưới, tôi lấy cái máy khác để tôi chụp.